anh sẽ ra khơi. Anh nhớ là phải bình an trở về nha. Người ta nói á, có thờ có thiên, có kiêng có lành, không tin là chỉ có chết thôi à. Đàn ông, cái đàn ông, mày là cái gì? Mày bình tĩnh lại coi. Không được. Xuất hiện trước mặt tao đi. Lúc đó tao mới tin con mày. Ôi trời ơi, cái gì vậy má ơi? Mạnh, Mạnh, cái sao Mạnh? Tao khách mày đó. Má có sao không vậy má? Trời ơi, thằng miệng rồi. Mày cứ bắt đầu thôi.